Ok. Rồi, xin chào anh em đã đến với chương trình mở bản vẽ của Hatch Game. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với anh em một cái phần mở bản vẽ 98 hòm để tìm ra xem là có được cái bản vẽ vàng cộng cộng nào không. Mục tiêu của mình là phải là bản vẽ vàng cộng cộng đây này, xếp dưới này này. Chứ còn những cái bản vẽ vàng hoặc là vàng cộng thôi thì mình không tính nhé, mình không tính tiền cái vàng cộng nó rất nhiều, sau này mình cũng bỏ thôi. Những cái vàng cộng này này đều bỏ cả. Đấy, và mục tiêu mình đang đi tìm là tìm cái vàng cộng cộng này thôi này. Đó, thì mình 98 cái hòm này thì hy vọng là sẽ được các cái hòm vàng cộng cộng. Và khi đến hòm vàng cộng cộng thì mình sẽ dừng lại. Như hiện tại thì bây giờ sẽ mở thử một hai cái hòm trước để xem. Và nếu như mà mình mở cái hòm đầu tiên này nó ra ngay thì có lẽ là hôm nay là một buổi rất là xuân xít của mình. Và mở ra vàng cộng cộng ở đâu thì mình sẽ dừng video clip ở đó, chứ cũng không mở thêm nữa. Và số hòm còn lại thì sẽ được bảo lưu cho các cái kỳ lần sau để quay livestream cho anh em. Rồi ok. Đấy, lần đầu tiên mở thì được một cái nòng tiêm kích, à nòng của máy bay ném bom của Nga, không không ăn thua lắm. Lần thứ hai thì mình gọi là mở mồi thôi, mình cũng chả biết là có cách mở nào nó hay hơn không. Nhưng nếu như anh em có cách nào hay hơn thì có thể chỉ cho mình xem là cái mẹo mở để làm sao ra được cái bản vẽ vàng cộng cộng nó nhiều nhiều lên một chút đấy, để có thể truyền đạt cho anh em xem livestream hoặc là anh em xem video có cái kinh nghiệm để chúng ta tìm được cái bản vẽ vàng cộng cộng, để từ đó cái đơn vị của chúng ta nó khỏe hơn nhờ. Ok đấy, đến cái thứ hai không được rồi. Lần thứ ba xem nào. Đấy, lần thứ ba vẫn lại ra máy bay không quân. Lần thứ tư một cái xem nào. Ok, không ổn rồi. Ok. Ui giời. Vậy là mình đã mở được 8 cái hòm bản vẽ và mới ra được một cái vàng cộng. 8 cái bản vẽ ra được cái một cái vàng cộng, và có lẽ lần mở tiếp theo thì cho nó nhanh thì mình sẽ chơi 5 phát một lần. Đúng không? Mở 5 phát một lần cho nó nhanh, chứ mở từng từng cái một này hết 90 cái thì anh em xem nó buồn ngủ. Ok, mình sẽ mở 5 cái luôn. Có bạn bảo rằng là tại sao anh không mở theo kiểu trích, tức là mở 1 2 cái 1 thôi thì tỷ lệ nó ra cao hơn. Nhưng thôi thì vì anh em xem livestream thôi, chứ còn mình cũng có ham hố gì ra bản vẽ vàng cộng cộng đâu. Thôi thì cứ có bao nhiêu mở bấy nhiêu cho anh em xem cho nó hấp dẫn thôi nhỉ. Đấy, lại ra một cái bộ binh của Nga vàng cộng. Và vàng cộng này thì mình cũng phi shop hết thôi, chứ cũng không không dùng để làm gì cả. Đấy, chả làm gì cái vàng cộng này cả. Đó, cứ mở 5 cái một lần đến khi nào ra được thì thôi. Ok. Đấy, 5 cái tiếp theo như vậy là 18 cái rồi. 18 hòm bản vẽ là chưa được cái vàng cộng nào rồi. À vàng cộng cộng rồi. Anh em đếm hộ mình nhé. 5 cái tiếp theo này. Ok. Sao à đây ra hai, ra cái này là hai cái giống nhau. Rồi, 5 cái tiếp theo này. Cứ mở 5 cái này thôi cho video nó dài dài tí nhỉ. Ôi giời ơi, ông Hatch Game này đèn quá. Hôm nay đến 28 cái rồi nhỉ. Ôi giời ơi. Đến 38 cái bản hòm bản vẽ mà chưa có cái nào đây. Đấy, thế đi. Ấy bạn Bình Nguyễn ơi, bạn lại bảo đến cái thứ 98 mới mở ra được thì căng quá. Ôi trời ơi. Ra hai cái vàng cộng cộng, một cái của máy bay tiêm kích, một cái của pháo thì ăn rua gì. Chết rồi. Ôi trời. Ôi rồi lại tiếp tục của MBT này thì lại còn của hát Nga này thì ăn thua gì. Càng quá nhờ. 38 cái rồi anh em ạ. À đâu, 48 cái hòm rồi chưa ra được cái nào rồi. Ôi lại tiêm kích này, sao ra nhiều không quân thế nhờ. 58 hòm bản vẽ rồi anh em ạ. Ôi dồi ôi, không có cái nào rồi. 58 cái. Chú. Ôi dồi ôi. Mẹ dân chơi không sợ mưa rơi. 68 cái rồi, lại ra cái gì đấy? L Mỹ. Úi dồi ôi, 68 cái chưa được cái bản vẽ vàng cộng cộng nào. Ôi, chuẩn bị đến 78 cái này. Căng nhờ, hết cái hòm này rồi mà không ra cái nào thì căng quá. Lại gì đấy? Pháo à? Pháo, hai cái của pháo. Pháo này thì không ăn thua rồi.
78 cái hòm rồi anh em ạ. Chuẩn bị đến 88 cái hòm. Không có. Toàn rồi. Ôi ôi, bạn Bình Viễn ơi, bạn đen quá. Bạn lại rửa mình ơi, đến 10 cái cuối cùng mà không có rồi. Ôi ôi, chết rồi. 5 cái cuối cùng đây bạn Bình Viễn ơi. Thế này thì toang rồi. Chết thật. Còn 5 cái cuối cùng là anh em phù hộ giúp mình đi. Ôi rồi ôi. Trời ơi, 98 hòm bản vẽ không được cái nào vàng cộng cộng anh em ạ. Chán quá. Toàn được vàng cộng này thì ăn thua gì. Rồi ôi, rồi học rồi. Càng quá thì càng đét này nẹt này. Ôi có lẽ là mở lốt cái cửa L này đi anh em nhá. Nhìn nó đỡ lẻ loi. Cay quá. Rồi lại làm 5 cái của L này đi xem nào. 15 cái của L này đi xem nào. Ui ôi, đã đen thì cho nó đen hẳn đi anh em ạ. Mình thì chơi loại chơi tất tay cho anh em xem. Chứ cũng không gọi là lom dom. Không lom dom, đã chơi được chơi hết đi. Ôi anh em, nhiều anh em bảo là thôi anh đã đen rồi thì đừng có mở nữa, để mùa sau hãng mở. Thôi thì cứ chơi thôi, chứ còn thì biết thế nào là đen mới đỏ bạn ơi. Làm cái này hy vọng là ra. Ôi rồi. Cày quá nhỉ. Chán quá nhỉ. Ra cái vàng cộng này thì ăn thua gì. Chán quá. Thôi hết rồi anh em ơi. Chán quá. Này đèn không mở được cái nào. Ê. Thôi giờ lại đi ngồi phân rã hết cái đống này mới là buồn. Thế những cái đồ vàng vàng này mới lại đồ vàng cộng này thôi mình là mình vứt thôi chứ cũng chả để làm gì cả. Anh em ạ. Mục tiêu của mình là tìm kiếm vàng cộng cộng thôi chứ còn thì